Ok anh em ơi, đi cả buổi tối không không gặp được cây nấm nào hết. Thì về cạnh nhà có nấm nha mọi người. Đây anh em ơi, nấm búp bụp 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 nha. Đây nữa, nhìn nè. Trời ơi, phê quá anh em ơi. Đấy, kiếm mãi không thấy, về nhà thấy anh em. Hài chưa? Ui ôi, nhìn này anh em ơi. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Ok, nhổ nha mọi người. Đây nhìn nha, lấy cái đào à. Đào quá. Đấy. Wow. Đấy luôn. Ngon thế. Ấy chà. Lên rồi. Đấy. Đây nè. Đó. Búp búp này. Hai cây luôn. Ôi trời, tôi thấy hả mọi người. Wow, 5 kg nấm bút luôn. 5 kg nấm bút luôn. Phê quá. Đó. Đó. Đấy. Hay mà bú nù luôn này. Anh nhập. Nấm búp nha mọi người. Trời ơi, mọc ú nụ luôn. Đây, nấm búp phú giáo nha. Bắt đầu mọc rồi nha mọi người. Ok, cất đi kiếm tiếp nha mọi người. Tới nãy rồi, tới nãy rồi. Phê quá. Ok. Thế bà rồi anh em ơi, trúng quả rồi anh em ơi. Nấm muốn quá trời luôn. Nè, anh em ơi nhìn nè. Trời ơi nè. Ôi trời ơi, quá trời luôn. Đây, đây nữa, đây nữa, đây nữa. Đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa. Ui dồi. Đây nữa anh em ơi, đây nữa. Rồi, nguyên cái đống này chắc phải cả. Phải cả. Phải cả ký lô nha anh em ơi. Nhổ hoa, nhổ hoa, nhổ hoa. Đấy. Một cây. Quá đẹp luôn anh em. Đây nữa. Hai cây. Oh. Đây nữa. Ba cây. Đấy nữa. 4 cây. Đấy. Này. Anh em, đây này, một ụ trong này này. Nhìn này anh em, nhìn này, thấy không? Ui giời. Đấy. Đấy. Này, ui giời. Ui giời. Về. Đây nữa. Đây nữa anh em. Đó. Ui giời. Ấy rồi, nói gì nữa anh em ơi, nhìn này, nhổ nè, trời ơi, sướng lắm mọi người ơi, thề luôn, sướng hết cả trưởng ra, ui, bẻ luôn anh em, ấy chà, anh em nhổ đừng có đục đục ổ nấm nha mọi người, ổ mối nha mọi người, để năm sau nó mọc á, ấy, đây, 3 cây múc một một một, ấy, phê. Đây nữa. Ôi trời. Mọi người, giờ nhiều người đi tìm nấm lắm anh em ơi. Cái này hên xui thôi. Ai hên thì gặp thôi. Đó, ôi trời chết rồi. Cái đầu rồi. Ấy chà. Đó. 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 Ngon quá, đây nữa này. Ôi trời. Cây này dài quằng luôn. Đây nha. Ái chà. Ái chà. Cảm giác nhổ nấm thích thật anh em. Đây là nấm phú giáo nha mọi người. Cái nấm phú giáo này khá là ngon ha. Nó ngọt lắm. Đó. Đấy nha. Đây có mấy cây khá là bự mọi người. Mình quay cho mọi người xem này. Nó đó. Mà cũng đủ luôn. Đấy. Nhìn nào. Trời ơi, nó mập không bị sâu bọ gì đâu nha mọi người, nhìn này, thấy không?
Wow, tuyệt vời, cũng mèo luôn. Tay nữa, tay nữa, ok. Đây này, cái nhìn cái to này, cái này mới khủng hoảng này. Ấy rồi, nhìn này anh em ơi, cái nấm này. Đây, trên đây còn, trên đây còn quá trời luôn, nè mọi người, mọc nhoi nhóc rồi này, nó mọc nhoi nhóc rồi này, đó, đó, này, đây nè, đó, đó, tiếp tục nha. Nãy mình với Linh đi ấy, thì không gặp, mà mình về đây thì tự nhiên lại gặp, khủng bố. Ai chà, ok, toàn cây to không, nè. Đây nữa. Bên này thì nói nhìn thấy nha, nhìn đi. Trời ơi, trộm luôn này. Đây. Đó. 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 Đây. Nghe tiếng. Ôi trời ơi. Nhức nách này. Đẹp quá. Ok mọi người, thì đây, đây là ổ nấm mối của mình nha. Chắc cái này khoảng 1 ký nha mọi người. Này. Phê mọi người. Trên đây nữa này. Dí. Ok, bỏ cho. Nói gì nữa mọi người. Đây. Đây, đây một nắm luôn. Ôi trời. Toàn nó búp không nha. Trời. Hãy. Nhức nách. Nói gì nữa. Đó. Quá trời. Đây. Còn không nào? Hết rồi. Đây mọi người. Một đống luôn. Ok, đi kiếm tiếp nha mọi người. Nếu có mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Còn đám này phải hơn ký rồi. Tuyệt vời.